Rồi cái không thâu, không thâu là mình nhắn lúc nào, không thâu là mình cứ để vô vậy thôi. Thâu nè, rồi là cái này nè, gần nè, xa nè, rồi gần rồi, rồi rồi rồi, anh trước á, bấm anh trước rồi, bấm anh trước ra. Thẳng á hay gì đó nha. Bây giờ mình thấy bác chính là tốt cứng nhất, cô tới cô người mày nghe bác tác hơi gòm. Bác chính ưa cái kiểm tra hơi gòm nhớ ra. Kìa. Nó có bao lâu đâu, nói cho nó thử 4 năm ông mở. Bắt đầu từ đây. Được chưa? Học hành rồi đó. Chết rồi. Không có được ba đồng. Quay dần dần cái mặt này á. Ừ. Không có chuyện hoài hả ta? Bánh gì đó, bánh được lên đài nữa. Con có bánh đựng bên con không? Con này pin hết. Con không có pin nữa. Có ai có ai ai pin con mắc cỡ. Cầm cái gì? Chặt nó đó. Nó bị đứt con người nói chim. Nhìn lên nha. Nhìn lên nha. Nhìn lên nha. Có chưa? Có rồi mà. Sao mời vậy? Để nó xem. Không, tại cái này nó lật tới lật lui được, tại không lật đây nè, thu sáng lại thu rồi đó, thu rồi đó, thu rồi đó, thu rồi đó, đó mặt rồi nhớ mặt, bỏ nó quay qua từ 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 chưa, bỏ qua đây đang rồi, ok. Bằng vô vô này vô trong, vô này để tới, rồi ai vậy, trời ơi, thấu Thiết Minh. Này đi cho lúc này ở bên mở là làm qua. Mười đâu cấp đi bên này nói bên đây. Ừ. Mười đến chân khá mà hơi xấu. Không có. Dạ. Cái đít đầu có rồi. Chưa. Nói cho nó sáng lại đó. Là còn bơm ngọt rồi, còn nói lý nói tí nó sủ rồi nè. Vì sao? Này là tháo đầu cho là tháo lại làm lại với chị bỏ chín đi qua mà 8 qua rồi 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 đó 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 của ai nấy ôm của ai nấy ôm mà đây chưa mặt không thấy giờ đó đó gọi từ từ lại nè đó sao là đó dám đầu đó gần nha gần nha đó ai trước trước mà thấy mặt được không à thấy nó kêu nó ngước lên thấy đó. Giờ chú mà nè, chú mới được có bánh Hà Nội đó. Anh chú thấm rồi nè. Nước lên, nước lên. Dạ, chú thấm rồi đó, chú thấm rồi cười bấm chiên ra, chú thấm thấm rồi con bó thấm Dũng rồi đó. Ôi, con nhỏ hát đó là... Con Quỷ vậy đó. Tới cô Quỷ vậy đó, con Quỷ, con có năm không? Nè, hát đó, thấy gõ rồi đó. Gõ đứng chỗ không mà chắc rồi. Ở đó cứ gõ hoài, mà đi quay phim gì người ta đi sàn không ở bên ngã kia. Cứ đứng chỗ mà có ghiếc mặt ta còn có chút xíu. Coi đậu mẹ quá. Coi đậu mẹ ơi. Mẹ có rồi, Thiết Minh. Thiết Minh nói đó rồi, nói chuyện. Ê, thấy Thiết Mai mày nè. Ở Thiết Mai mày có bánh cúng gọi đó. Ở cái bà Thiếp. Bà Thiếp hai đó. Bà vợ chồng cô mười con đó. Tới con Hiện. Hiện con gì Sáu rồi đó. Tới con Hà. Hà con có cô Sáu rồi đó. Tới con gì? Thí. Cái Hà, cái Thí. Thí đó, thấy không? Cái Thiệu mà cũng không không biết rồi. Rồi sao mà đây? Cái em giới thiệu. Quên. Cái Thí rồi tới mà tao vợ chết cái khúc này. Ồ. Chúng nè, tới mở mở mặt đó là chú. Chú. Thiếp. Chú Thiếp. Chú Thiếp. Thiếp Thiếp Út. Tao con nhìn là Thiếp Út hồi hồi đó con đi Thiếp Út nhiêu ký rồi giờ Thiếp Út tới 90 ký nữa nha con. Dạ chú Hòa mày đó. À, hồi đó thêm con đi thấy mút có... Dạ chú Hòa chấm mày đó. Bây giờ thấy mút cái Hải này, con cô ba mày. Ừ, chú Hương. Chú Hương. Đó. Thấy không? Mày. Giúp là quả mét.
đi không à, đi mà tốn tiền hoài, không có ít lợi gì hết, đi hoài cũng không có. Chị cứ đẻo không à, thụ mày không nhờ cậy gì hết trơn á. Mở 8 đi, tới 11 đi, tới 10 là... Tới chị Út. Mở 8 đâu? Mở 8, mở 8. Chị mở 10 là... Gái. Trời ơi, gái. Thank you.
cơm xong là quay cho mà kiếm có tinh thần có bánh cho tôi chứ nó đừng có bị mệt để chơi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu? Bích nào nữa? 16 hả? Mày đây hả con? Hả? Sao nay con tệ vậy con? Nãy giờ con không có tệ mà vô con tệ vậy? Mày bị đi rồi đó. Ngày ngày đi rồi đó hả? Ngày chánh đó con. Đi về gì đây hả con? Nãy giờ hát mà. Vậy là bậy lắm đó nghe con. Có đất hoa vậy? Có cái đất hoa vậy? 7-10 nghe con. Này cô Tư đen tao à. Tí rồi, đứa nội về. Hả? Anh mượn thùng anh đưa luôn đi. Hả? Má về. Rồi, tối rồi má. Tím ơi, tối rồi tím ơi về thì nghỉ rồi. Múc đi. Giờ em thử nó như đằng dữ rồi. Không thấy đâu. Không thấy à? Thấy không? Thấy không? Hả? Tối à? Rồi, à, được rồi. Cười nhỏ nhỏ nè, cười lớn nhá, cười lớn. Cười qua đi, đi đại. Nè, nó. Cả ban đêm. Ai vậy đấy, người ai vậy? Chắc không có gì à. Nó quý như vậy đó. Cậu rồi, cái bên nè. Họ chưa có vụ phim nữa nè, họ ta. Quay ra dây đứng này. Đây cho tụi tao ngắm, tụi tao mất ngắm bánh hết trơn rồi. Điện này trong con khỏe liền. À, cũng tính ngủ bánh rồi. Nó nhớ xíu hoài Thiện ơi, còn chính sắp bánh rồi đó Thiện ơi. Gần gọi rồi đó Thiện ơi. Gọi món ha. Gọi món ha, gọi chút nữa, gọi bánh tét nữa. Rồi sáng gọi bánh tét nữa. Tới sáng luôn Thiện ơi. Ờ, bắt chính nè, chính nè. Bị nó gạt rồi, nó quay phim lắm, không có gì đâu. Mùi danh mày ra thấy hồi chung mùi danh hết rồi. Đâu mày quay vô cái thúng nếp này coi. Quay cho thúng nếp này cho nó mà giờ to to rồi. To bự bự á. Quay giống như tao quay gạo nó quay gần gần. Ngồi gần nghe vô gì gì giờ em đi lên đây. Thấy thấy nghe thấy không? Ờ gì đó bảnh à. Nó hột của bự. Quay thí gì vậy á. Thôi trời. Ủa luôn con thấy mà lên giống như là đóng phim. Đóng phim. Có cái bài có mấy tóc mới thì sao giống đóng phim. Phim gì? Phim Hồng Kông quá ngẫu. Phim ma hả? Kinh dị vậy hả? Không có cái gì cổ đó ma. Phim ma là đóng chai chánh đó nghe. Kinh dị vậy hả? Kìa nó lưỡi.
tưởng quá. Ở trong con học dần đó dần 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 dần. Hôm nay sao nghe thông mà bếp quá vậy ta? Đây đó, quý vị uống nha, trà này á, quý vị mình tôi uống nè. Cháu tôi nó quay phim á, chú Phát á, uống trà tôi ngửi coi nó có mùi hộ không. Chú Phát uống lên trà phải thả vị cao. Cho đó. Thích giống như ở trường gió vậy á. Không không? Không rồi á, cà phê cũng vậy quá. Okay.